Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fukudan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn.com. Thảo Hoàng Trần Thủy trở lại với tất cả quý khán thích giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới. Thế nhưng sáng nay nếu quý vị thức dậy vẫn thấy bầu trời mấy mù xám xịt hết và thậm chí mưa nhẹ nhẹ giải rác nữa. Mưa kéo dài đến khi nào hôm nay Thảo Yên? Um, thưa quý vị và thưa anh khó trả lời lắm tại vì hôm nay đó là trời nó vẫn cứ đen thui và họ nói là nó showers on and off nghĩa là nhiều khi nó mưa nhẹ nhẹ, nhẹ chút xíu vậy đó khoảng chừng 15-20 phút rồi hết rồi sau đó một vài tiếng thì lại mưa trở lại à, chính vì vậy mà hôm nay nhiệt độ khoảng 60-61 là cao nhất thôi thưa quý vị à, gió đó thì... Uh, cũng không đến nổi uh, khoảng 5 cho đến 8 giờ một giờ thôi. qua ngày mai đó quý vị mới thấy là uh, trời hết mây mù nắng lên nhiệt độ cũng tăng nhưng mà ngày mai với ngày mốt đó là gió uh, là hơi lớn uh, trong cái tuần này khoảng gần 15 dặm một giờ. À, nhưng mà nhìn chung từ đây cho đến cuối tuần đó, thì nhiệt độ trung bình là vào khoảng 65 cho đến 67 độ. À, nói chung đó là nguyên ngày hôm nay quý vị đi đâu cũng nhớ cầm theo cái dù tại cái mưa nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó cũng rất là bất tiện. Vậy mà chiều hôm qua ở Montebello có một tornado á. Lần đầu tiên trong lịch sử tôi sang Mỹ chưa bao giờ. California một tornado nhưng mà nó chỉ tấn công một cái cái tòa nhà nhỏ thôi không? À, vâng thưa quý vị và thưa anh ngày hôm qua đó khoảng 15 11 giờ 15 phút ừ. là cái cái cơn mà tornado nó ập vào thì những cái người chủ ở cái khu vực mấy cái khu thương mại này đó họ nói là tự dưng họ nghe những cái tiếng mà trầm trầm rầm ở trên trời đó nó ồn ào dữ lắm thì họ nhìn ra bên ngoài một cái là bắt wow. đầu thấy là mái nhà nó bị tốc ra rồi thì có khoảng một họ nói là ở phiêu là một vài cái khu thương mại thì mỗi một khu uh, nó cứ bị tốc như thế này nè ừ. thưa quý vị thì uh, đến cuối cùng khi mà cái uh, cái đồ nó qua đi đó họ nói là những cái mảnh vùng đó nó văng mà trải dài nguyên một block đường luôn uh, thì uh, phía cơ quan uh, sở cứu hỏa của Montebello đó, họ đi khảo sát tình hình 17 cái khu thương mại liên tục wow. thì họ nói là 11 căn là bây giờ không có giống như là ở bên trong được nó nguy hiểm ừ. cho mọi người, cho nên là bây giờ chủ của những cái cơ sở thương mại này nói là sửa chữa cũng phải mất vài tháng thôi các vị Wow. Có người quay được quý vị, ngày hôm qua trên uh, truyền hình họ quay được và uh, tornado nó uh, khi mà xuất hiện nó rất là nhanh chóng. Điều này cho thấy tại cái khu vực này có một cái luồng khí nóng nào đó đã tạo nên cái ảnh hưởng lấp cuốn. Thị trường tài chánh cũng gặp bão cuốn chiều ngày hôm qua sau khi họ đã nhận được tin là quỹ dự trữ liên, uh, qua, um, liên bang bất kể những cái vụ về ngân hàng xảy ra. Và nguyên nhân chính dẫn đến cho sự sụp đổ của ngân hàng SVB là do phân lời công trái phiếu. Thế nhưng đây chỉ là một cái trường hợp biệt lệ vì lý do chỉ có một vài ngân hàng là họ đã mua quá nhiều công trái phiếu lúc giá rẻ mà không quan tâm và không để ý đến cái tình hình lạm phát của nước Mỹ. Khi mà lạm phát thì lẽ ra các định chế các nhà mà kinh tế gia hoạt động cho ngân hàng phải biết được thế nào thì quỹ dự trữ liên bang sẽ phải tăng lãi suất thì nếu ngày hôm nay mình mua thì mình mua từ từ và mua ít thôi bởi vì nếu họ làm như vậy đó mỗi một tháng thì họ vẫn mua công trái phiếu để bảo đảm số tiền mà người đầu tư bỏ vào đồng thời trong các cuộc đầu tư khác ngân hàng thưa quý vị họ dùng tiền của chúng ta để vào đó để họ cho vay có lời Ngoài chuyện cho vay có lời, họ còn lấy số tiền đó, họ đầu tư vào công trái phiếu để bảo đảm nếu mà dư. Bởi vì không phải là toàn bộ số tiền đó chỉ để cho vay có khi mà không cho vay được. Thì họ không muốn để cái tiền đó nằm trong uh, ngân hàng. Và vì thế họ mua công trái phiếu. SVB mua nhiều quá, quá tay. Mua với phân lời rất thấp và công trái phiếu quá thấp. Lúc đó khi họ mua công trái phiếu chỉ có 1-2% thôi. Và đến khi công trái phiếu tăng lên lên tới 4-5% thì cái số công trái phiếu của họ bị lỗ. Và vì vậy họ phải bán tháo. Không phải ngân hàng nào cũng làm như thế cả. Nhưng mà đã kéo theo cái sự quan tâm của giới bỏ tiền vào trong đó cả mấy trăm triệu Mỹ Kim hay là cả tỷ Mỹ Kim. Và vì thế đã tạo nên cái chuỗi mà sụp đổ từ SVB sang tới ngân hàng Credit Suisse ở Thụy Sĩ. Nhưng mà quỹ dự trữ liên bang đó họ xem đây chỉ là trường hợp biệt lệ thôi, không phải là toàn bộ hệ thống ngân hàng. Bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính cũng đã tuyên bố sức khỏe của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ rất tốt, bên châu Âu cũng thế nữa. Và họ còn nói thêm, nếu có bất cứ chuyện gì rủi ro xảy ra, thì ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ và của châu Âu sẽ nhảy vào để can thiệp. Thì cái chuyện đó đã chấn an mọi thứ rồi. Thì cái chuyện mà kiềm chế lạm phát vẫn là mục tiêu của chính quyền liên bang và uh, Fed. Và vì thế họ vẫn phải tăng phân là cái chuyện đó là mọi người phải biết. Thế nhưng giới đầu tư lại cứ nghĩ rằng cái việc mà ảnh hưởng ngân hàng như thế sẽ khiến cho quỹ dự trữ liên bang không tăng phân lời hoàn toàn trái ngược lại ngày hôm qua quỹ dự trữ liên bang tuyên bố tăng thêm 2.25% phần lợi và dẫn đến cái sự gọi là thất vọng của giới đầu tư, họ bán tháo cổ phiếu lúc đóng cửa California 1 giờ ngày hôm qua. À, thị trường Dow Jones rớt 500 điểm. Thế nhưng sáng ngày hôm nay thì họ lại nhảy vào mua lại mấy cái cổ phiếu hôm qua bán. Cho nên à, từ sáng sớm hôm nay những kẻ mà đầu tư trục lợi đó là họ nhảy vào ngay bởi vì chưa khi nào mà các cổ phiếu nó rẻ đến như thế cho nên quý vị nhìn thấy hôm nay tăng trở lại gần như lấy lại những gì đã mất ngày hôm qua 464 điểm và điều đó giới đầu tư kinh doanh công trái phiếu và cổ phiếu ngày hôm nay nghĩ rằng cái việc mà tăng phân lợi là cần thiết để bảo đảm. À, lạm phát không có quá nhiều. Nasdaq lên được 290 điểm, S&P 500 lên được 70 điểm. Như quý vị nhìn thấy ngày hôm qua chúng tôi loan tại là 32.500 mấy chục á, nhưng mà sau đó thì còn có 32.000 điểm hôm đó, hôm nay thì lên được trở lại. Công trái phiếu 10 năm là 3,48, 5 năm là 3,5, 2 năm là 3,91 tiếp tục giảm và điều này cho thấy công trái phiếu của Hoa Kỳ À, của chính phủ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục được mua vào rất mạnh, dầu lên được 51 cent, dầu bắt đầu tăng lên trở lại 71 đồng 41 cent, vàng lên 33 đồng 70 cent, vẫn có các nhóm người không tin vào hoạt động của thị trường chứng khoán bởi vì nó lên xuống quá mạnh luôn, cho nên họ nói ổn định nhất bây giờ là vàng. Và vì thế vẫn có người đầu tư rất mạnh vào vàng và họ tin tưởng vàng sẽ vượt quá 2.000 đô la trong thời gian tới. Vàng hôm nay là 1.982 đồng rồi. Và thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì hai công ty Hyundai với lại Kia đó tuyên bố họ sẽ thu hồi hơn 500.000 chiếc xe bởi vì có nguy cơ mà bị cháy thưa quý vị thì uh, cái hơn uh, đề cho biết đó là họ nhận được uh, báo cáo của một vụ khi mà đang lái xe đó thì động cơ bị chập điện uh, cho nên là gây cháy và năm vụ là vừa xe đang đậu mà cũng có xe đang chạy nữa thì uh, nó bị cháy nhưng mà người ta dập kịp thời còn uh, riêng kia đó thì chưa có bị nhưng mà uh, tất cả những cái vụ này đó thì nó liên quan đến cái chuyện đó là lý do uh, một cái uh, cái này không biết dịch ra là cái gì thưa quý vị nó gọi là cái tow hitch harness thì bấm cái hình đó thì nó ra oh, là một cái, phía sau đó. Cái, cái cái phía sau hay cái phía trước cái kéo đó dạ vâng cái cái thiết bị kéo mà dùng tàu, để kéo, kéo tàu kéo xe gì đó, đó đó dạ vâng thì họ nói là uh, có thể là À, cái này bị gắn nó bị lỏng hay sao không biết được mà um, nước đó có thể nó rò rỉ vào từ ừ. cái 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 thiết bị này và khi mà nó rò rỉ đó thì nó nó Set, nó okay. đi vào nước. trong cái socket board thì nó wow. uh, dạ vâng cho nên là nó mới khiến là bị chập mạch tại vì có ừ. một cái trường hợp đó là xe không có chạy luôn đang đậu mà nó bị chập điện cho nên là nó gây ra cháy tại sao điện mà để phía sau như vậy ta à, thì à, vâng thưa quý vị thì bây giờ đó um, đây là những um, tổng cộng hình đề đó thì họ có một hai ba bốn năm mẫu xe còn kia là một mẫu xe là bị à, thu hồi à, họ nói là nếu như mà quý vị à, trong cái thời gian mà chưa sửa chữa từ Dealer được đó à, kể cả khi đậu xe cũng không đậu ở trong gara không đậu gần những cái tòa nhà tại vì Ồ, đã cháy. có cháy đúng rồi thì đậu away from cái structures thưa quý vị Phiền quá chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi